vàng ẩn mình trong đất đây các bác này. Một loại củ rất là quý mà ở nông thôn rất là nhiều mà nhiều người không biết dùng này. Này. Đấy. Củ của nó đây. Củ này rất là lâu đời rồi. Rất là già như này. Đấy. Đây củ nó đây các bác này. Đấy. Đây. Nó ăn dài đoàn luôn. Đây này. Đấy. Đây. Đấy. Củ rất là to, củ này là củ của cây mía giò. Đấy, cây của nó đây các bạn này. Cây mía giò hay còn gọi là cây mía voi này. Đấy, hoa của nó đây. Hoa trắng trắng này. Hay còn gọi là củ cắt nồi nữa các bạn nhé. Rất nhiều tên gọi. Cây này thì chữa được về viêm đường tiết niệu. Đấy, viêm đường tiết niệu nhé. Tiền liệt tuyến và đặc biệt là những người bị bệnh gan. Thì nó là một loại củ chữa về bệnh gan rất là tốt luôn. Mỗi tội là cái này rất là hao các bạn ạ. Củ tươi như thế này nó toàn nước là nước thôi. Thái ra thì nó quắt đi thì nó rất là hao luôn. Chữa bệnh gan rất là tốt các bạn nhé. Đấy, đây mình đào đây. Và vứt đây các bạn này. Đấy. Đấy. Cái này thì có thể dùng toàn thân. Cả cây cũng được. Cả lá và cả củ. Những cái bộ phận tốt nhất thì nó vẫn là cái ưu tiên là dùng cái phần củ thôi. Đấy. Đấy.